Một tòa án ở Việt Nam giữ nguyên các bản án tù đối với 15 người bị tòa sơ thẩm kết tội âm mưu đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 4 năm ngoái, theo Reuters. Báo chí Việt Nam ngày 5 tháng 6 đưa tin tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh bác kháng cáo và tuyên y án đối với nhóm bị cáo khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất do Đặng Hoàng Thiện cầm đầu. Theo video trên YouTube của truyền hình Công an Nhân dân, tháng 12 năm ngoái, ông Thiện bị tuyên án 16 năm tù và 5 năm quản chế với cáo buộc phạm tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Những người khác trong nhóm bị tuyên phạt từ quản chế 18 tháng tới 14 năm tù giam. Theo Bộ Công an, nhóm người này bị buộc tội gài bom nhiên liệu trong bãi đậu xe và sẵn đến tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 4 năm ngoái. Truyền thông do nhà nước kiểm soát quy lỗi các nhóm mà họ gọi là phản động lưu vong ở nước ngoài do ông Đào Minh Quân cầm đầu đã lôi kéo người trẻ chống lại chính quyền.